Ngày 21 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trinh Tuấn Kiệt và Nguyễn Tất Quyền, đều 24 tuổi và trú phường Tây Lộc, thành phố Huế, về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, chiều ngày 20 tháng 9 tại hẻm 40, đường Lý Nam Đế, phường An Hòa, thành phố Huế, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Tây Lộc, bắt quả tang Nguyễn Tất Quyền có hành vi tàng trữ 50 viên nén và 3 gói ni lông, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyền, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế thu giữ thêm 174 viên nén, 55 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác của Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế, phối hợp với Công an các phường Thủy Vân, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Kiệt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Nguyễn Trinh Tuấn Kiệt là đối tượng cầm đầu. Kiệt mua tất cả số ma túy trên từ Quảng Trị và gửi vào Huế bằng xe khách. Kiệt giao cho Quyền đi nhận và cất giấu ma túy, phân chia nhỏ để mang đi bán. Mỗi lần Quyền đi nhận hàng, Kiệt trả cho Quyền 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng khi đi giao ma túy cho khách. Trong hai lần gần đây nhất, Kiệt mua 500 viên nén và 0,1 kg ma túy với số tiền 130 triệu đồng của một người ở Quảng Trị và đưa vào Huế nhằm mục đích bán kiếm lời.